Vâng, và sau đây em mời các bác cùng xem cặp bot 301 series 4 nha. Cặp này là cặp bot 301 series 4 thùng gỗ nha các bác. Trước tiên em sẽ để nguyên cái cây và qua mời các bác cùng xem. Tất cả canh đồ phải sạch sẽ hết nha các bác, mới tân vệ sinh sạch sẽ hết khi đưa đến tay khách hàng, cũng như là tất cả các bác mình đang sử dụng những sản phẩm mà em phân phối hoặc thể xem. Những cặp bot 301 series 4 thùng gỗ này em về gọi là đẹp long lanh luôn nha, hàng mạng về gần zin hết nha các bác. Những cặp này các bác vừa trưng bày, vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc. Nó về bot 301 series 4 thì khắc rất là nổi tiếng ở phân khúc. Thì cặp này thì em vẫn phân phối cho các bác là thùng gỗ là 10,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nha. Nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, là còn 10 triệu bao ship nha. Còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên thì em ship hàng. Cặp này series là 84AC và 84BC nha các bác. 84BC và 84AC, đúng thùng, đúng cặp, đúng series hết. Những cặp này là hàng Mexico nha các bác, Mexico. Cơ bản mời các bác cùng xem đồ đẹp của loa. Giá em báo cũng như là cân đối hết giá gồm bao gồm phí ship cho các bác nha. Tuyến loa thì tuyệt vời lắm nha các bác, tuyệt đẹp luôn nha. Sẽ tháo từng cây canh để các bác cùng xem. Nó sử dụng một bát và hai chép, một chép lớn, một chép nhỏ. Cặp này series 84AC, 84BC, nghĩa là series 84 đây các bác. Bác nào yêu thích cặp này thì cứ alo cho em chiến nha. Đẹp từ ok. Cơ bản là tắt hàng mạng về gần zin hết nha các bác. Đấy. Mời các bác cùng xem nha. Các bác nhớ theo dõi kênh và cách ấn nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để luôn được cập nhật những video mới nhất mà em đăng tải hàng ngày. Các bác có thể lên và xem giải trí, lấy kinh nghiệm và lấy lý thuyết. Để sau này các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em Chiến nhé. Em giao hàng và cũng như phục vụ các bác ở mọi lĩnh vực, cũng như là vừa nghi vừa hát karaoke với những thiết bị high end, và thiết bị vừa nghi vừa hát, đẩy vang liền công suất với những bao đồ xịn sò Mỹ Nhật. Rồi, những cặp loa thì em tuyến thì các bác hỏi ông bà về đồ đẹp nha. Cơ bản là quay hết chi tiết để các bác ở xa mình có thể xem. Các bác lần đầu mua hàng thì các bác sẽ cọc tiền hay là chuyển khoản đủ gì cũng được. Còn các bác nào mình mua hàng em quen rồi thì có biết rồi, những sản phẩm em đưa tiền về rất là kỹ lưỡng. Cặp này là series 84 nha các bác. Vâng, và vẫn là những cặp bot vừa nghi vừa hát rất là hay. Đây, cặp này về trong chiều nay với những cặp cũng là 3 series luôn nha các bác. Tuyệt đẹp nha, những cặp hàng đó quay hết nha các bác. Cặp này series là 99317 nha. 99317 tất cả gần zin. Đây các bác, về góc cạnh thùng quách nó là đẹp long lanh luôn nha các bác. Đồ đẹp những cặp bot em đưa về là trên 95% hết, đạt hết tất cả các tiêu chí các bác vừa nghi vừa có thể trưng bày ngắm nhìn gần zin. Tiếng loa tuyệt đẹp, về chất tiếng của 301 series 3 vẫn là một gọi là huyền thoại, là bot được sử dụng nhiều nhất. Và đây, những cặp này là cặp mèo đen nha các bác, rất là hợp ví và hợp túi tiền. Đấy, gần zin các bác có thể thấy đồ đẹp. Đấy, tiếng loa, loa chắc bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Đây, các bác thấy phía trên góc cạnh là đẹp len keng nha. Sắc như dao lam. Các bác sẽ để nhìn thấy từng chi tiết nhỏ từ những cái tem. Đấy, và độ đẹp của cái tem, những cặp loa bãi về nó sẽ như thế nào. Còn những cặp loa mà sử dụng nhiều ở Việt Nam thì tem nó sẽ ố và cũng như là nó sẽ dập dồn dồn, nó không còn nét như những cặp mà hàng bãi. Hàng chất bãi thì luôn luôn nó chất lượng nó rất là cao. Thì bên đây phục vụ các bác tất cả hàng chất bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. 99317 nha. Series này là để series để mình biết nó là đúng cặp nha các bác.
Giá cặp này là 13.700.000 nha các bác, bao gồm phí ship nha. Boss 301 series 3 thùng đen 13.700.000. Bác nào chốt cặp này thì alo cho em, còn đẹp long lanh luôn nha, qua hai số điện thoại trên. Nếu các bác mình yêu thích vừa nghe nhạc vừa hát hò, một thiết kế gọn gàng, các bác có thể treo lên tường hoặc là mình để trên kệ. Boss là một vẫn là lựa chọn hàng đầu để nghe ha. Nghe với những cặp âm ly đờ nông xanh xui có khoảng 150W trở lên là ok nha các bác.